Trước khi mà nói về đau do nguyên nhân thần kinh thì anh sẽ nhắc một chút về cái sơ đồ điều trị đau. Như vậy thì đau do nguyên nhân thần kinh là một số trường hợp, ví dụ như là đau dây nấm, đau thần kinh hậu zona ná, đau trong bệnh lý thần kinh đái tháo đường hoặc đau thần kinh liên sườn. Về điều trị đau do nguyên nhân thần kinh thì mình có hai thuốc chính, đó là thuốc chống động kinh và thuốc chống trầm cảm. Thuốc chống động kinh thì mình có hai thuốc thường được ứng dụng trong lâm sàng để điều trị đau, đó là gabapentin và pregabalin. Thì bên cạnh đó mình cũng có thể kết hợp thêm opiat vào trong cái nhóm thuốc giảm đau nguyên nhân thần kinh. Về thuốc chống trầm cảm thì thông thường là mình có ba nhóm thuốc nha, ba nhóm thuốc, đó là thuốc chống trầm cảm ba vòng, thuốc SSRI. SSRI là viết tắt của selective serotonin reuptake inhibitor, là mình dịch là thuốc ức chế chọn lọc serotonin, thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin. Một trong những cái ví dụ của cái loại thuốc này đó là fluoxetine. Thuộc thứ ba thuộc nhóm thuốc chống trầm cảm là thuộc SNRI. SNRI là viết tắt của serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor. Tức là mình dịch sang tiếng Việt là thuốc ức chế tái hấp thu norepinephrine và serotonin nha. Tuy nhiên, trong chỉ định điều trị đau do nguyên nhân thần kinh thì các em hãy quên đi hai cái nhóm thuốc ức chế chọn lọc serotonin và thuốc ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrine đi, mà chúng ta chỉ tập trung vào thuốc chống trầm cảm ba vòng mà thôi. Tại vì hai thuốc bên này và trong thuốc chống trầm cảm ba vòng thì thuốc mà được sử dụng nhiều nhất nhưng lại có nhiều tác dụng phụ nhất đó chính là amitriptyline nha. Chung quy lại thì trong nhóm thuốc chống trầm cảm được sử dụng để điều trị đau do nguyên nhân thần kinh thì các em chỉ cần nhớ cho anh amitriptyline thôi là đủ nha. Rồi, nhưng mà một cái vấn đề mà các em cần nhớ cho anh đó là cả cái thuốc giảm đau thuộc nhóm chống trầm cảm thì nó không hoạt động ngay lập tức, mà nó cần ít nhất là một tuần thì mới phát huy tác dụng, và hiệu quả tối đa thì phải đợi sau ít nhất là một vài tuần. Với lại, khi mà nhắc tới amitriptyline thì các em phải nghĩ đến đó là tác dụng phụ nha. Mặc dù người ta gọi là thuốc chống trầm cảm nhưng mà một trong những cái tác dụng phụ của nó là gây buồn ngủ, cho nên mình có thể sử dụng thuốc này để gây ngủ cho bệnh nhân. Nhiều khi là bệnh nhân mà muốn ngủ mà bệnh nhân không sử dụng Cerusen được thì mình có thể cho bệnh nhân amitriptyline nha. Rồi, thêm một cái tác dụng phụ khác mà nhắc đến thuốc chống trầm cảm ba vòng các em phải nhắc đến, đó chính là tác dụng phụ kháng cholinergic. Tác dụng phụ kháng cholinergic, ví dụ các cái triệu chứng như là khô mắt, khô miệng, liệt điều tiết hoặc là nhìn mờ hoặc là táo bón hoặc là hạ huyết áp tứ thể, và bên cạnh đó là rất nhiều các cái tác dụng phụ khác nữa. Như vậy đó là toàn bộ những cái gì mà em cần nhớ đến trong cái thuốc chống trầm cảm ba vòng được ứng dụng trong điều trị đau do nguyên nhân thần kinh. Họ khuyến cáo thì rất là nhiều thuốc nhưng mà anh nghĩ các em chỉ cần nhớ amitriptyline thôi là được, tại vì cái thuốc này nó sử dụng khá là thịnh hành ở trên lâm sàng nha. Rồi, chung quy lại thì cả cái thuốc được ứng dụng trong giảm đau do nguyên nhân thần kinh thì các em nhớ cho anh ba thuốc mà thôi. Thuốc thứ nhất là gabapentin, thuốc thứ hai là pregabalin và thuốc thứ ba là amitriptyline nha. Và bên cạnh đó nếu như mà không đáp ứng thì mình có thể kết hợp thêm opiat vào ha. Rồi, về cách sử dụng thì nó cũng khá là đơn giản. Nói chung á, thì đối với mỗi bệnh chúng ta có một cái guideline khác nhau về đau do nguyên nhân thần kinh, nhưng mà chung quy lại thì anh rút ra một cái nguyên tắc là như thế này. Thì đứng trước một cái bệnh nhân bị đau do nguyên nhân thần kinh thì bước 1 em hãy chọn cho anh một trong ba thuốc, đó là amitriptyline, gabapentin hoặc là pregabalin. Nhưng mà thông thường á thì người ta khuyến cáo là em chọn amitriptyline trước tại vì nó rẻ,
Nhưng mà một số khuyến cáo á, người ta có thể khuyến cáo em sử dụng gabapentin hoặc là pregabalin trước. Lưu ý là về mặt giảm đau á, thì hầu như amitriptyline nó không có chịu thua hai thằng bên kia đâu, chỉ có là nó hơi nhiều tác dụng phụ một chút thôi nha. Đó, và chút nữa thì khi mà có những cái khuyến cáo nào mà người ta khuyến cáo pregabalin hoặc là gabapentin lên trước á, thì anh sẽ nhắc cho các em. Nhưng mà nhìn chung là bước 1 em có thể chọn một trong ba thuốc, đó là amitriptyline, gabapentin hoặc là pregabalin nha. Bước 2 có nghĩa là sao? Bước 2 có nghĩa là nếu không đáp ứng với bước 1 thì em sẽ kết hợp thêm. Em sẽ kết hợp hai thuốc. Em sẽ kết hợp amitriptyline với gabapentin hoặc em kết hợp amitriptyline với pregabalin. Em hiểu vấn đề chưa? Rồi. Và bước 3 có nghĩa là không đáp ứng với bước 2 thì chúng ta sẽ kết hợp thêm opiat vào. Cho nên bước 3 chúng ta có hai sự lựa chọn. Một á, là amitriptyline kết hợp với gabapentin và opiat, hoặc là em sử dụng amitriptyline kết hợp với pregabalin và opiat nha. Và opiat mà mình thường hay sử dụng nhất để mà trong cả cái dạng kết hợp này đó chính là tramadol nha. Rồi. Và đây là cái sơ đồ về việc sử dụng thuốc giảm đau do nguyên nhân thần kinh của anh. Em áp dụng được cái sơ đồ này thì cái đoạn còn lại của bài giảng nó sẽ vô cùng thuận lợi nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào và giải quyết từng tình huống cụ thể nha. Rồi, tình huống đầu tiên đó là một cái bệnh nhân vào viện vì đau thần kinh hậu zona. Em hãy kê đơn cho bệnh nhân nha. Zona là một cái bệnh do một cái con virus nó có tên là varicella zoster gây ra. Con này là một cái con mà thuộc họ herpes. Cho nên á, cái bệnh này người ta còn gọi là polyherpetic neuralgia. Neuralgia là đau thần kinh hậu herpes nha, mình dịch là đau thần kinh hậu zona. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái vấn đề điều trị của cái bệnh lý đau thần kinh hậu zona thì anh sẽ cho các em xem một cái video để các em nhớ lại một chút về cái bệnh zona và đau thần kinh hậu zona trước khi mà mình nói về vấn đề điều trị nó nha. Rồi, thì thông thường á, thì cái con virus này nó sẽ gây ra cái bệnh thủy đầu trước. Và sau khi mà bệnh thủy đầu nó lành rồi á, thì không có nghĩa là em đã loại bỏ hoàn toàn cái con virus này ra khỏi cơ thể. Nó vẫn sẽ cứ ngủ trong cả cái hạch thần kinh và sống yên bình với mình, không có bị sao hết. Nhưng mà thỉnh thoảng trong một số trường hợp, nhất là những cái trường hợp mà chúng ta bị suy giảm miễn dịch, hoặc là khi mà chúng ta già đi, thì những cái con virus này nó sẽ chui ra khỏi hạch, tức là cái nơi cư ngụ của nó, và nó sẽ chạy dọc theo các dây thần kinh để ra da và từ đó gây ra các cái triệu chứng, ví dụ như là mất cảm giác hoặc là ngứa hoặc là rất là đau. Sau đó thì trên da nó sẽ xuất hiện những cái ban đỏ nha. Thường á thì cái bệnh zona nó chỉ xuất hiện ở một mảng da nào đó ở một phía bên của cơ thể thôi. Ví dụ như ở đây á, là nó sẽ đi theo các cái dây thần kinh liên xương rồi gây cái bệnh zona ở khu vực này, thì nó chỉ bị ở một phía bên của cơ thể này thôi. Cũng có trường hợp hai bên nhưng mà rất là hiếm gặp nha. Nhưng mà một số cái vị trí khác các em cũng có thể gặp. Ví dụ như bên cạnh cái vị trí chi phối của dây thần kinh liên xương thì em cũng có thể gặp zona ở vùng vai, zona ở vùng cổ hoặc là zona ở vùng trán nha. Đây đều là cả cái dermatome do một cái dây thần kinh nào đó chi phối. Vị trí thường gặp nhất vẫn là ở vị trí chi phối của dây thần kinh liên xương. Còn vị trí thường gặp ở thứ hai đó là vị trí chi phối của dây thần kinh này á, là vị trí chi phối của dây thần kinh số 5, nhánh 51 hay còn gọi là nhánh mắt nha. Đây là hai vị trí thường gặp nhất, nhưng mà các em cũng có thể gặp vị trí của vùng cổ và vùng vai nha. Rồi, trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày thì trên da của bệnh nhân sẽ bắt đầu xuất hiện cả cái mụn nước, và sau đó cả cái mụn nước này nó sẽ hóa mủ và nó sẽ vỡ ra và nó sẽ đóng vảy nha. Sau đó thì vảy đó nó sẽ bóng đi và da bệnh nhân sẽ lành lại, và thường á, thì nó sẽ không để lại di chứng nào hết. Em hiểu không? Và cả cái triệu chứng như là đau, ngứa hoặc là mất cảm giác thì nó chỉ kéo dài trong khoảng 1 đến 2
2 tháng, sau đó nó sẽ biến mất nha. Đó. Tuy nhiên, có khoảng từ 5 cho tới 10 bệnh nhân sẽ để lại một cái biến chứng mà người ta gọi là post-herpetic neuralgia, tức là đau dây thần kinh hậu zona, hiểu chưa? Bệnh tức là bệnh nhân vẫn còn đau ngay cả sau khi cả cái ban đỏ và cả cái mụn nước nó đã biến mất. Em hiểu vấn đề chưa? Và điều trị zona thì chúng ta không có cái phương pháp điều trị lành. Cái bọn virus này nó rất là khó lành. Với lại cái bọn này mà đã vào bên trong cơ thể của em rồi á, thì không cách nào để loại bỏ hoàn toàn nó đi được nha. Nó cứ nấp trong cả cái hạch thần kinh như vậy, và lâu lâu nó có thể chui ra và gây bệnh một lần. Không những cái con varicella zoster mà tất cả các cái virus trong họ herpes nó cũng vậy nha. Ví dụ như herpes simplex nó gây cái bệnh lý đó là nó gây mụn nước ở môi hoặc là bộ phận sinh dục, hoặc là cái con varicella zoster mà chúng ta đang nói ở đây cũng vậy. Không cách nào để loại bỏ nó đi được, được chứ? Em mà đã bị thì lâu lâu nó sẽ tái phát một lần ha. Mà giả sử có bạn nào đó mà bị herpes ở môi thì nhiều khi các em hay chọc là mi đi hung ai mà bị herpes vậy. Nhưng mà thực ra không phải là do hung, mà là do trong người bạn đó có sẵn con herpes, và lâu lâu nó chán đời, nó chui ra nó gây bệnh vậy thôi, được chứ? Dân chơi họ cũng hay có một cái câu là thà bị lậu còn hơn là bị herpes. Lậu thì bác sĩ sẽ chích một mũi là xong, còn herpes thì nó dây dưa mãi không có lành nha. Thì anh hy vọng các em biết lậu là bác sĩ chích gì cho bệnh nhân rồi nhé. Con nhớ hả? Anh còn nói trong bài kháng sinh, lậu thì bác sĩ chỉ cần chích cho bệnh nhân một mũi ceftriaxone đơn liều nha, chỉ cần một liều thôi là bệnh nhân sẽ lành nha. Rồi, như vậy đau dây thần kinh hậu zona là một cái biến chứng của zona. Tỷ lệ là từ 9 cho tới 15% những cái bệnh nhân sau khi bị zona. Đây là một cái biến chứng rất nặng nề, bởi vì nó sẽ làm cho bệnh nhân không sống được một cuộc sống bình thường được. Ví dụ như bệnh nhân không thể tập thể dục được vì nó đau liên tục. Nhiều người là mất ăn mất ngủ vì đau, thậm chí là mặc áo quần nó cũng đau nha. Em mà nhìn thấy một bệnh nhân bị đau thần kinh hậu zona thì em sẽ hiểu được nó đau như thế nào. Và nhiều người á thì chỉ cần khoảng 1 đến 3 tháng là nó hết. Nhưng có khoảng 1 phần 3 bệnh nhân nó đau trên 3 tháng, và có tới 1 phần 5 bệnh nhân nó đau trên 1 năm. Thậm chí là có một số bệnh nhân họ đau cả đời như vậy luôn, không có dứt, làm cho cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân giảm đi rất là nhiều. Và rất nhiều bệnh nhân bị nghiền luôn cả thuốc giảm đau. Và em nhớ đây là một cái biến chứng rất là nặng nề, hiểu chưa? Về vấn đề điều trị thì điều trị bệnh lý này thì chúng ta có cái thuốc đầu tiên, đó là thuốc kháng virus. Thuốc kháng virus thì chúng ta sử dụng acyclovir. Tất cả các bệnh trong cái nhóm herpes simplex, anh xin lỗi, tất cả các bệnh trong nhóm herpes thì chúng ta đều sử dụng acyclovir hết nha. Kể cả varicella zoster, kể cả thủy đậu, kể cả herpes simplex. Đối với bệnh zona thì em cần biết đó là nếu chúng ta sử dụng thuốc kháng virus thì nó chỉ hiệu quả nếu như em điều trị sớm trong vòng 72 giờ sau khởi phát, tính từ thời điểm nổi ban đỏ nha, chứ không phải là tính từ thời điểm nổi mụn nước nha. Tính từ thời điểm nổi ban đỏ, trong vòng 72 giờ sau khởi phát em phải điều trị diệt virus. Nếu điều trị diệt virus sau khoảng thời gian đó, nó sẽ không hiệu quả. Em vậy vấn đề nha. Nó sẽ giúp rút ngắn cái thời gian bị bệnh, nó sẽ làm giảm được cái tần suất các cái biến chứng đau thần kinh hậu zona, chứ nó không diệt hoàn toàn cái con virus này, em hiểu ha? Con này không thể diệt được, nó vẫn còn cứ ngủ trong cái rễ thần kinh của bệnh nhân. Rồi, và thứ hai liên quan tới vấn đề điều trị acyclovir, đó là em phải sử dụng liều rất là cao, lên tới 800 mg mỗi 4 giờ, có nghĩa là cứ là mỗi ngày á, là chúng ta phải sử dụng cho bệnh nhân lên tới 5 lần nha. Chúng ta không tính trong cái thời điểm bệnh nhân đi ngủ nha. Thì cho nên mỗi ngày là bệnh nhân sẽ phải sử dụng tới 5 lần trên ngày. Và chúng ta phải điều trị như vậy trong thời gian là từ 7 đến 10 ngày nha. Rồi, còn thuốc giảm đau thì chúng ta có 3 loại thuốc giảm đau mà chúng ta sẽ sử dụng trong trường hợp này. Đó là anh xin lỗi, ở đây phải acyclovir, amitriptyline. Amitriptyline ha. Đó là amitriptyline, gabapentin
và pregabalin nha. Rồi, và anh hy vọng các em nhớ về cái sơ đồ này của thuốc giảm đau thần kinh nha. Trên thực tế thì cả cái thuốc giảm đau thuộc cái nhóm chống trầm cảm ba vòng á, thì nó không khác gì nhiều so với gabapentin và pregabalin về hiệu quả giảm đau, chẳng qua là nó có tác dụng phụ thôi đó. Nhưng mà như anh đã nhắc thì tác dụng phụ của các cái thuốc chống trầm cảm ba vòng, ví dụ như là amitriptyline, đó là tác dụng phụ liên quan tới kháng cholinergic, ví dụ như là khô mắt, khô miệng, nhìn mơ, bị tiểu, táo bón. Và bên cạnh đó là bệnh nhân sẽ buồn ngủ rất là dữ, cho nên rất là nhiều bệnh nhân họ không dung nạp được với cả cái thuốc chống trầm cảm ba vòng như thế này. Và trong trường hợp mà bệnh nhân không dung nạp được với cả cái thuốc chống trầm cảm ba vòng, em có thể chuyển qua gabapentin hoặc là pregabalin nha. Và sau đó nếu như mà bệnh nhân đơn trị liệu không thành công thì chúng ta sẽ kết hợp giữa amitriptyline với gabapentin hoặc là amitriptyline với pregabalin nha. Và sau khi mà sử dụng như vậy cũng không hiệu quả nữa thì chúng ta có thể kết hợp thêm opiat nha. Rồi, như vậy là đó là những cái thông tin lý thuyết liên quan tới vấn đề về cái bệnh mà người ta gọi là đau dây thần kinh hậu zona. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái tình huống lâm sàng. Đây là một cái tình huống thực tế mà anh gặp tuần trước. Vì cái ca lâm sàng này nó quá hay cho nên anh phải cho các em xem, kẹo nó cũng, nếu như mà bỏ qua thì nó cũng phí. Bởi vì nếu như mà không nói cho các em thì 10 em sẽ có 8 em chẩn đoán sai trong trường hợp này. Đó là theo thống kê của Bệnh viện Trung ương Huế nha. Thống kê của Bệnh viện Trung ương Huế. Chút nữa anh sẽ cho các em xem cái bài báo thống kê của Bệnh viện Trung ương Huế về các cái trường hợp chẩn đoán sai trong trường hợp này. Thì cái lưng trong ảnh là cái lưng của anh tuần trước đó. Thì sau khi ngủ dậy anh bị như thế này. Và anh cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì anh thấy là vị trí của cả cái thương tổn của anh ấy là dạng bọng nước, và nó nằm tại vị trí chi phối của dây thần kinh liên sườn. Ở đây hai mảnh, và ở trước này thêm một miệng nữa nha, nhưng mà ở đây anh không có thấy. Rồi, trên này thì anh cũng có thêm một cái đám thương tổn nữa. Trên này anh cũng có thêm một cái đám thương tổn nữa, và có vẻ như nó cũng chạy theo cái vị trí chi phối của dây thần kinh liên sườn, tức là nó chạy theo một cái dermatom nha. Anh rất là lo lắng, bởi vì anh nghĩ đến cái khả năng mình bị zona. Và vì anh là một bác sĩ cho nên anh sợ lỡ mà mình không điều trị mà nó có biến chứng đau dây thần kinh hậu zona thì mệt luôn. Tại vì anh đã gặp rất là nhiều bệnh nhân bị biến chứng thần kinh hậu zona mà nhìn họ khiếp lắm. Họ đau rất là dễ sợ, hiểu chưa? Và thậm chí họ bị nghiền luôn thuốc giảm đau mà. Anh đã nói ở trên cho các em rồi. Cho nên anh chuẩn bị tinh thần để đi mua Acyclovir về uống, tại vì cái bệnh của anh mới khởi phát có sáng hôm nay mà thôi. Nhưng mà sau đó phân tích kỹ lại và dựa trên một số cái hiểu biết của mình, anh đã quyết định không đi mua Acyclovir. Và hiện tại thì cái vết thương của anh nó đã lành rồi mà không cần dùng thuốc nha. Bây giờ các em hãy cho anh biết vì sao anh không đi mua Acyclovir. Biết rằng anh sẽ cho các em một số dự kiện để các em có thể chẩn đoán chính xác cái bệnh của anh. Dự kiện đầu tiên, đó là anh hay đi ngủ mà không mặc áo nha. Đó là dự kiện khá là thú vị. Rồi, dự kiện thứ hai, đó là mẹ anh bảo là phải đi mua thuốc để bôi, không thôi là nó sẽ lây cho cả gia đình. Nhưng mà anh trả lời mẹ là bệnh này nó không có lây, cho nên không cần bôi thuốc và không có gì phải đáng lo hết nha. Dự kiến thứ ba, đó là mặc dù nó không lấy nhưng mà Huế đang có cái dịch bệnh này, bởi vì nó đang có dịch bệnh cho nên anh mới kể cho các em nghe, không thôi các em sẽ bị tổn tiền nếu như các em bị rơi vào tình huống của anh nha. Vậy có ai đã chẩn đoán được vì sao, có ai đã giải thích được lý vậy có ai đã giải thích được lý do vì sao anh không đi mua Acyclovir không? Rồi, đó chính là thủ phạm gây ra bệnh lý của anh chưa? Em đã hiểu lý do anh không đi mua Acyclovir chưa? Hy vọng là rồi. Anh bị kiện ba khoang nha. Thương tổn mà anh bị nó khác hoàn toàn với cái thương tổn trong bệnh zona nha. Thương tổn trong bệnh zona người ta mô tả đó là cả cái mụn nước đựng thành từng chùm nha, giống như trong cái video hồi nãy mà anh cho các em xem. Và thường á, là nó chạy theo vị trí chi phối
của các cái dermatome như thế này. Còn thương tổn của kiến ba khoang nó hoàn toàn khác. Đó là xung quanh nó nổi đỏ lên và ở giữa thì nó có bong lên như thế này, ví dụ ở giữa là nó có bong lên như thế này, nhưng nó không phải dạng mụn nước và không đứng thành từng chùm giống như là bên bên zona, thấy chưa? Ánh là bị thương tổn, nó chạy dọc theo cái đường đi của dây thần kinh liên sườn, nhưng mà rõ ràng tính chất thương tổn nó hoàn toàn khác với thương tổn của zona. Và yếu tố nguy cơ của ánh đó là ở Huế đang có dịch kiến ba khoang, em có thể thấy nó ở khắp mọi nơi. Nhiều người nói là nhiều người hay nói là kiến ba khoang cắn hoặc là kiến ba khoang tấn công người vân vân, nhưng mà đây là một cái con kiến rất là hiền lành, nó không cắn hay là đốt ai hết. Nhưng mà trong dịch cơ thể của nó, không phải dịch tiệt nha, trong dịch cơ thể có một cái loại độc tố có tên là pederine, pederine. Cái độc tố này là nguyên nhân gây ra cái hiện tượng bỏng da như thế này. Và chỉ khi nào em giết cái con kiến ba khoang này đi thì cái dịch cơ thể của nó mới tiết ra và làm bỏng da của em. Anh thì không có giết con kiến, nhưng mà vì anh ngủ hay ở trần cho nên có thể một cái con kiến nào đó đã vô tình bò vào giường ngủ của anh và anh đã đè chết nó, và nó đã tiết ra cái chất pederine như thế này, hiểu chưa? Cho nên gặp kiến ba khoang thì không có gì mà phải sợ hết, em đuổi nó đi là được, đừng giết nó, đừng đụng vào cái dịch tiết của cơ thể của nó, không thôi là em sẽ bị bỏng da, hiểu chưa? Mẹ anh cũng hỏi là tại vì sao ở Huế đợt này có nhiều kiến ba khoang mà những năm trước thì mẹ không có thấy, thì có phải là cái bọn Trung Quốc nó đem đi rải để hại dân mình không? Thì thực ra là kiến ba khoang nó sống trong tự nhiên rất là lâu rồi, nhưng mà do thay đổi khí hậu hoặc là do môi trường con người tàn phá dữ quá, ví dụ như là thuốc trừ sâu, ô nhiễm môi trường, cho nên con kiến này nó mới thay đổi môi trường sống, nó bao vào khu vực sinh hoạt của người dân, và do mình đa chết nó cho nên mình sẽ bị bỏng da là do cái độc tố của dịch tiết cơ thể nha. Và đây là cái nội dung bài báo được đăng trên mạng, đó là một cái sự nhầm lẫn của việc chẩn đoán cái bệnh zona và viêm da do côn trùng mà các bác sĩ ở khoa da liễu Bệnh viện Trung ương Huế họ thống kê, được chưa? Thì trong 169 người trường hợp chuyển viện tới họ vì chẩn đoán bệnh zona thì có tới 136 trường hợp là chẩn đoán nhầm, tức là tỷ lệ nhầm lẫn lên tới 80,4%, được chưa? Thôi anh kể cho mẹ một tình huống làm sao như vậy cho vui thôi, tại vì Huế đang có dịch của kiến ba khoang cho nên tình cờ là tuần trước anh cũng bị kiến ba khoang cho nên anh kể cho các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào điều trị một cái trường hợp bệnh nhân bị zona thật sự nha. Rồi đầu tiên, nếu như mà bệnh nhân đến sớm trong vòng 3 ngày sau khởi phát bệnh thì em sẽ điều trị acyclovir cho bệnh nhân. Liều lượng là các em sẽ sử dụng là viên 800 mg, bởi vì acyclovir cũng có viên 200 mg, viên 800 mg, và sử dụng một ngày 5 viên mỗi 4 giờ. Đây là chúng ta không tính cái thời điểm bệnh nhân đi ngủ nhé. Bên cạnh đó em cũng kê cho bệnh nhân một cái tip kém acyclovir và bôi cũng là bôi 5 lần một ngày, tức là mỗi 4 giờ thì cho bệnh nhân bôi một lần, em hiểu vấn đề chứ? Rồi bây giờ là bệnh nhân bị đau sau zona và chúng ta sẽ điều trị cho bệnh nhân. Như anh đã nói là chúng ta có 3 loại thuốc để điều trị đau do nguyên nhân thần kinh, đó là amitriptyline, gabapentin và pregabalin. Thì trước hết là chúng ta sẽ nói về cái điều trị bằng amitriptyline. Thì theo khuyến cáo, liều khởi đầu mà chúng ta sẽ điều trị cho bệnh nhân là từ 10 cho tới 25 mg. Và vì đây là một cái thuốc gây buồn ngủ giống như anh đã nói, cho nên thông thường là em sẽ dặn bệnh nhân là uống vào buổi tối, được chưa? Và mình sẽ tăng liều dần sau mỗi 7 đến 10 ngày, tại vì ít nhất là sau 1 tuần thì thuốc này nó mới phát huy tác dụng lần. Cho nên chúng ta sẽ tăng liều sau mỗi 7 đến 10 ngày nếu như mà bệnh nhân không đáp ứng. Và liều tối đa của nó là 150 mg trên ngày. Cho nên đây sẽ là cái đơn thuốc nha. Chúng ta sẽ cho bệnh nhân khoảng 10 viên và chúng ta sẽ cho bệnh nhân uống một viên lúc 20 giờ. Chúng ta sẽ tái khám và nếu như mà bệnh nhân không đáp ứng và bệnh nhân dung nạp tốt thì chúng ta sẽ tăng lên 20 viên và ngày uống 2 viên nha.
lúc 20 giờ. Các em có thể cho uống luôn 2 viên lúc 20 giờ hoặc là các em cho uống 2 viên chia 2 cũng được nha. Và chúng ta có thể tăng thêm liều phụ thuộc vào đáp ứng của bệnh nhân. Rồi, thứ hai đó là chúng ta sẽ điều trị đau thần kinh hậu zona bằng gabapentin. Thì đối với gabapentin á, thì cái biệt dược mà nổi tiếng nhất trên thị trường đó chính là nerontin, hàm lượng là 300 mg nha. Cái này là cái nổi tiếng nhất mà liên quan tới gabapentin. Rồi, thì như anh đã nói, đây là thuốc chống động kinh, cho nên bệnh nhân uống vào họ sẽ rất là mệt. Và nhiều bệnh nhân họ mua thuốc vào rồi họ phải mang ra trả lại vì họ không thể uống nổi, em hiểu không? Và một cái viên của nerontin, tức là gabapentin, có hàm lượng là 300 mg, nhưng mà liều lượng khuyến cáo của nó ít nhất là 900 mg nha, và liều lượng tối đa là 1800 mg trên ngày, hiểu chưa? Cho nên mỗi ngày là bệnh nhân phải uống ít nhất là 3 viên thì may ra nó mới có hiệu quả. Nhưng mà uống liều cao ngay từ đầu sẽ làm cho bệnh nhân rất là mệt, cho nên họ khuyến cáo là mình phải tăng liều từ từ. Họ khuyến cáo đối với việc sử dụng nerontin đó là ngày đầu tiên là em sẽ cho bệnh nhân uống 1 viên, ngày thứ hai em sẽ cho bệnh nhân uống 2 viên chia 2, và những ngày sau em sẽ cho bệnh nhân uống ngày 3 viên chia 3. Và liều lượng tối đa mà được khuyến cáo là khoảng 1800 mg trên ngày, tức là bệnh nhân uống tối đa là 6 viên trên ngày, em hiểu không? Rồi, nói chung anh đã nhắc tác dụng phụ của thằng này nó rất là khó chịu nha. Là đó là những cái tác dụng phụ liên quan tới thuốc chống động kinh, ví dụ như là khó tập trung, buồn bã, thay đổi tính tính nha, cảm giác lúc nào cũng giống như là tự kỷ. Ngoài ra thì cái thuốc này là nó còn thêm một cái tác dụng phụ nữa, đó là nó làm cho mình xoang đầu và rất là dễ ngã nha. Rồi, cho nên cái đơn thuốc của chúng ta sẽ là nerontin 300 mg nha. Em sẽ cho bệnh nhân khoảng 20 viên, ngày đầu uống 1 viên, ngày thứ hai uống 2 viên chia 2, và những ngày sau thì uống 3 viên chia 3 nha. Nếu như mà bệnh nhân dung nạp tốt và bệnh nhân cảm thấy uống như vậy, bệnh nhân giảm đau và dung nạp tốt thì chúng ta tiếp tục duy trì như vậy. Nhưng nếu bệnh nhân không dung nạp, nhưng mà nếu như bệnh nhân không đáp ứng nhưng mà vẫn dung nạp tốt thì em có thể tăng liều lên là 6 viên một ngày đấy nha. Rồi, đối với pregabalin thì chúng ta có cái biệt dược nổi tiếng nhất đó chính là Lyrica, và đây cũng là một sản phẩm của Pfizer, tức là cha đẻ của nerontin luôn đó. Rồi, hai thuốc này á là hai thuốc mà thường được sử dụng nhiều nhất liên quan tới giảm đau do cơ chế thần kinh nha, và điều do Pfizer họ sản xuất. Lyrica nó có đặc điểm so với cái nerontin đó là nó dung nạp tốt hơn, cho nên mình không cần phải tăng liều từ từ giống như là bên nerontin. Cho nên em sẽ cho bệnh nhân sử dụng cái liều lượng khuyến cáo của họ là 150 mg một ngày, và có thể tăng lên 300 mg một ngày nếu như bệnh nhân dung nạp tốt nha. Cho nên là cái thuốc này nó dung nạp rất là tốt, cho nên em có thể cho bệnh nhân uống ngay cái liều là 2 viên trên ngày luôn, và không cần phải tăng liều giống như là bên nerontin. Một cái hộp của Lyrica, một cái vị thuốc của Lyrica là có 14 viên. Em sẽ cho bệnh nhân là đơn thuốc là 28 viên, ngày uống 2 viên chia 2. Và chúng ta sẽ theo dõi sau một tuần, nếu như mà bệnh nhân đáp ứng thì thôi, nhưng mà nếu bệnh nhân không đáp ứng mà bệnh nhân vẫn có thể dung nạp được rất là tốt thì em có thể tăng liều lên tới 4 viên. Nhưng mà thông thường thì ví dụ như bên nerontin thì thông thường là uống một ngày 3 viên chia 3 thì anh thấy là hầu hết bệnh nhân đã đáp ứng rồi, và bệnh nhân chỉ có thể dung nạp được ngang mức đó thôi. Và bên Lyrica cũng vậy. Lyrica thì thông thường bệnh nhân uống ngày 2 viên chia 2 là anh nghĩ là hợp lý rồi đó. Ít khi mà có bệnh nhân uống tới 4 viên chia 4 ha. Nhưng mà theo 4 viên chia 2, nhưng mà theo khuyến cáo là người ta vẫn có sử dụng Lyrica với cái hàm lượng là 4 viên chia 2 ha. Rồi, nếu như mà bệnh nhân đau nặng ngay từ đầu hoặc là sau khi sử dụng những cái thuốc trên mà bệnh nhân không giảm đau, nếu bệnh nhân đau nặng ngay từ đầu hoặc là sau khi sử dụng những cái thuốc trên mà bệnh nhân không giảm đau thì bắt buộc em phải phối hợp cả hai thuốc nha. Em phải phối hợp cả hai thuốc, tức là em sẽ phối hợp amitriptyline uống 1 viên hoặc là 2 viên vào buổi tối nha. Thông thường thì mặc dù họ khuyến cáo là amitriptyline liều lượng tối đa có thể lên tới 150 mg mỗi ngày, nhưng mà thông thường thì anh ít khi mà có bệnh nhân anh cho tới 3 viên. Thường thì amitriptyline là uống khoảng 1 đến 2 viên thôi là đủ rồi. Và Lyrica
nha, em phối hợp hai thuốc. À, một số bác sĩ phối hợp như thế này ngay từ đầu nha, nhưng mà em phải cân nhắc vì bệnh nhân uống vào nó sẽ rất là mệt nha. Thì đối với bệnh nhân mà họ đau nặng ngay từ đầu hoặc là sau khi mà điều trị đơn trị liệu mà bệnh nhân không có đỡ thì anh mới phối hợp hai thuốc này lại với nhau, em hiểu vấn đề chưa? Rồi, hoặc nếu bệnh nhân không đáp ứng với hai thuốc trên, một bệnh nhân không đáp ứng với hai thuốc trên như vậy, nếu như mà các em điều trị với hai thuốc mà bệnh nhân họ không giảm đau thì em sẽ phải sử dụng thuốc gì tiếp theo nha? Như vậy thì theo bậc thang của WHO em phải kết hợp thêm opiate, đúng chưa? Em phải kết hợp thêm opiate. Và chúng ta có những cái loại opiate nào đang sử dụng trên thị trường, đó chính là codeine và tramadol, cả hai đều có những cái chế phẩm kết hợp với paracetamol. Ví dụ codeine mà kết hợp với paracetamol thì chúng ta có thuốc paracetamol codeine, hoặc là tramadol mà kết hợp với paracetamol thì chúng ta có một cái biệt dược rất nổi tiếng, đó là Ultracet nha. Nhưng theo em thì chúng ta có sử dụng những cái thuốc đó trong trường hợp này hay không nha? Chúng ta có sử dụng Ultracet để điều trị bệnh lý thần kinh hậu zona hay không? Thì câu trả lời là không. Con nhớ anh nói gì về Ultracet? Con nhớ anh nói gì về Ultracet? Thì như anh nhắc ở trên, Ultracet không được FDA phê duyệt trong điều trị đau mãn tính, hiểu chưa? Tại vì trong Ultracet có acetaminophen mà chúng ta sử dụng tramadol với liều rất là cao, cho nên nếu mà sử dụng acetaminophen với liều cao như vậy sẽ gây nguy hiểm cho gan của bệnh nhân. Cho nên nếu như các em nghĩ tới việc sử dụng một cái loại opiat để điều trị đau mãn tính cho bệnh nhân thì em phải sử dụng cái loại opiat đơn thuần, chứ không phải là opiat kết hợp với cả cái paracetamol. Cho nên Ultracet không được chỉ định trong điều trị đau mãn tính và paracetamol codeine cũng vậy, em hiểu vấn đề chưa? Và trong cả cái trường hợp đau mãn tính, khi đã nghĩ tới sử dụng opiat thì cái thuốc mà em nghĩ tới đầu tiên đó chính là tramadol đơn thuần, em hiểu chưa? Tramadol đơn thuần chứ không phải là tramadol kết hợp với paracetamol trong biệt dược Ultracet. Rồi, và việc cái sử dụng tramadol đơn thuần có dẫn đến cái tình trạng nghiện tramadol hay không thì câu trả lời của anh là có, nhớ chưa? Có nghiện tramadol, nhưng mà tramadol là một trong những cái thuốc nhóm opiate ít gây nghiện nhất, nó ít gây nghiện hơn so với cả cái thuốc thuộc nhóm opiate khác. Điều này dẫn đến nó là một trong những cái thuốc được sử dụng nhiều nhất, nó là một trong những cái opiate được sử dụng nhiều nhất trong trường hợp em nghĩ đến một cái opiate điều trị một cái trường hợp đau mãn tính cho bệnh nhân, em hiểu vấn đề chưa? Rồi, rồi thì cái việc sử dụng tramadol nó hơi khó một chút. Thì tramadol mà mình hay sử dụng á, là cái loại mà có cái hàm lượng là 50 mg. Thì như anh đã nhắc rất là nhiều lần, codeine và tramadol đó là những cái opiate tác dụng ngắn, cho nên muốn phát huy tác dụng thì em phải sử dụng nó rất là thường xuyên, mỗi 4 cho tới 6 giờ nha. Tại vì thời gian bán thải của các cái thuốc này nó chỉ có từ 3 cho tới 4 giờ thôi. Và liều lượng khuyến cáo của họ là như thế này, tức là 50 mg mỗi 6 giờ nha, mỗi 4 cho tới 6 giờ. Tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân không cần phải vội thì đối với tramadol em nên tăng liều từ từ, không có vội, tại vì bệnh nhân rất là khó dung nạp và uống tramadol vào thì bệnh nhân cũng rất là khó chịu nha. Những cái tác dụng khó chịu của tramadol gồm có là bệnh nhân sẽ rất là buồn ngủ, nhiều bệnh nhân á, là sử dụng tramadol xong thì buồn ngủ kinh khủng, rồi cũng có những cái bệnh nhân bị buồn nôn. Và tác dụng phụ thứ ba của tramadol đó chính là táo bón nha. Tất cả những cái thuốc thuộc nhóm opiat đều gây ra tác dụng phụ táo bón. Và khi nào bệnh nhân sử dụng tramadol, em đều phải nhắc bệnh nhân về tác dụng phụ gây ra táo bón của những cái thuốc này ha. Cho nên cái khuyến cáo sử dụng tramadol là 3 ngày đầu á, là em chỉ sử dụng một ngày là 25 mg thôi. 3 ngày tiếp thì em tăng thêm 25 mg. 3 ngày tiếp thì em tăng thêm 25 mg. Và 3 ngày tiếp thì em tăng thêm 25 mg. Có nghĩa là 62 ngày thì em sử dụng cái liều cho bệnh nhân là 25 mg nhân 4 lần trên ngày, được chưa? Rồi, 3 ngày tiếp
em sẽ tăng thêm 50 mg, có nghĩa là lúc đầu á, là dùng 25 25 25 25 thì 3 ngày tiếp em sẽ sử dụng là 25 50 25 50, và những ngày sau thì em sử dụng liều duy trì là 50 50 50 50, có nghĩa là một ngày 4 viên, 4 viên 50 mg và chia 4. Em hiểu vấn đề chưa? Nói chung cái này nó hơi khó nhớ một chút, cho nên anh đã có ghi sẵn ở phía dưới rồi, cho nên các em có thể tham khảo thêm và tập cái đơn thì các em sẽ quen thôi nha. Đây là khuyến cáo về việc sử dụng tramadol là nó như vậy đó. Rồi, một số thầy cô ở trong đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh họ khuyến cáo sử dụng tramadol là ngày 2 viên chia 2 thì nó không phù hợp lắm với cái dược đồng học của tramadol, tại vì tramadol thời gian tác dụng của nó rất là ngắn nha. Rồi, chúng ta sẽ sang một cái trường hợp tiếp theo. Như vậy chúng ta đã điều trị xong cái trường hợp một bệnh nhân bị bệnh lý đau dây thần kinh hậu zona. Chúng ta sẽ sang một cái bệnh lý tiếp theo, đó là bệnh lý thần kinh đại tháo đường gây đau, được chưa? Tên tiếng Anh của nó là painful diabetic neuropathy ha. Bệnh lý thần kinh đại tháo đường gây đau. Rồi, bệnh lý thần kinh đại tháo đường thì anh nghĩ là các em đã quen thuộc rồi ha. Nó được xếp là biến chứng mạch máu nhỏ của bệnh lý thần kinh đại tháo đường, vì lý do là căn nguyên gây ra bệnh lý thần kinh đại tháo. Vì lý do là căn nguyên gây ra cái bệnh lý thần kinh đại tháo đường đó là do thương tổn cả cái mạch máu nhỏ nuôi thần kinh nha. Thần kinh cũng là một cái tổ chức sống cho nên nó cũng cần dinh dưỡng, và cả cái mạch máu nuôi thần kinh nó rất là nhỏ và nó thường bị thương tổn trong bệnh lý đại tháo đường. Có khoảng 5% bệnh nhân bị bệnh đại tháo đường thì họ sẽ có cái biến chứng thần kinh ngoại biến, và 10% những cái bệnh nhân này sẽ có biểu hiện thêm, đó là triệu chứng đau do nguyên nhân thần kinh, được chưa? Và vấn đề điều trị nó, chúng ta cũng sẽ có một cái nguyên tắc duy nhất trong điều trị đau do nguyên nhân thần kinh, đó là bước 1 thì em hãy thử amitriptylin hoặc gabapentin hoặc là pregabalin. Bước 2 thì em sẽ kết hợp amitriptylin với pregabalin hoặc là amitriptylin với gabapentin. Và bước 3 là em kết hợp thêm opiat. Nói chung là như vậy, nhớ chứ em? Nhưng mà chúng ta sẽ xem một chút về guideline xem thử người ta nói gì. Đây là guideline về điều trị bệnh lý đau do thần kinh đại tháo đường của Học viện Thần kinh Hoa Kỳ nha. Học viện Thần kinh Hoa Kỳ thì viết tắt là AAN ha. AAN Academic American Academy of Neurology nha. Rồi, như các em xem ở đây, bên này á là mức độ chứng cứ, bên này là mức độ chứng cứ, bên này là mức độ chứng cứ. Chúng ta có 3 nhóm thuốc: anticonvulsion tức là thuốc chống đông cứng, antidepressant tức là thuốc chống trầm cảm, và opiat nha, tức là cả cái thuốc thuộc nhóm opiat. Bên mức độ chứng cứ này thì em sẽ thấy moderate evidence tức là mức độ chứng cứ trung bình, mức độ chứng cứ trung bình. Chỉ có cái anticonvulsion là có strong evidence tức là mức độ chứng cứ mạnh, được chưa? Mức độ chứng cứ mạnh. Và các em xem ở đây, nếu như mà lâm sàng phù hợp thì pregabalin nên được kê cho bệnh nhân bị bệnh lý thần kinh đại tháo đường gây đau, painful diabetic neuropathy. Em hiểu không? Pregabalin nha. Rồi, như vậy slide này sẽ tóm tắt toàn bộ cái phương pháp điều trị bệnh lý thần kinh đại bệnh lý thần kinh đại tháo đường gây đau. Như vậy thì theo như cái hướng dẫn của Học viện thần kinh của Hoa Kỳ á, bước 1 chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng pregabalin cho bệnh nhân, tại vì đây là strong evidence nha. Bước 1 là chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng pregabalin cho bệnh nhân. Bước 2, nếu như bệnh nhân không đáp ứng với pregabalin thì em sẽ kết hợp thêm amitriptylin. Em hiểu vấn đề chưa? Và bước 3, nếu như mà không đáp ứng với amitriptylin kết hợp với pregabalin thì em có thể kết hợp thêm opiat vào ha. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ có cái đơn thuốc để điều trị cho bệnh nhân bị bệnh lý bàng chân đại tháo đường như sau. Bước 1 thì chúng ta sẽ sử dụng đó là pregabalin, tức là biệt dược là Lyrica. Chúng ta sẽ uống một ngày 2 viên chia 2. Thì thường là bệnh nhân như thế này là họ ổn rồi,
Nhưng mà sau một tuần nếu như em đánh giá bệnh nhân không đáp ứng thì em có thể tăng liều lên là 4 viên uống chia 2. Nhưng mà theo như anh nói là ít khi mà bệnh nhân nào sử dụng tới cái liều như thế này. Ha. Bước 2, sau khi mà bệnh nhân sử dụng như vậy mà không có đáp ứng thì em có thể kết hợp thêm amitriptyline. Triptyline là y dài 25 mg và uống thêm một viên vào lúc 20 giờ nha, 1 đến 2 viên. Và sau đó nếu như mà bệnh nhân còn không đáp ứng nữa thì chúng ta sẽ kết hợp thêm tramadol vào nhé. Tramadol thì 50 mg, thì như anh đã nói trong cái phần phần trước liên quan tới cách sử dụng tramadol, ngày đầu thì em sẽ sử dụng 25 mg, ngày thứ hai thì em sử dụng 50 mg ngày chia 2, ngày thứ ba là em sử dụng 25 mg 3 lần trên ngày, ngày thứ tư tức là tính theo đơn vị 3 ngày, 3 ngày tiếp á, thì em sẽ sử dụng là 25 mg 4 lần trên ngày, 3 ngày tiếp thì em sử dụng 25 50 25 50, và những ngày sau thì em sử dụng 50 50 50 50 nha. Rồi đó là cái khuyến cáo về mặt kê đơn. Rồi như vậy đó là cái bệnh lý thần kinh đái tháo đường, nó cũng đơn giản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục với một cái bệnh mà người ta gọi là đau dây thần kinh liên xương. Em sẽ điều trị như thế nào? Thì nói chung cái phương pháp mà điều trị đau dây thần kinh liên xương nó cũng giống như là phương pháp điều trị các cái bệnh lý đau dây thần kinh khác thôi. Đau dây thần kinh liên xương thì nó có thể có rất là nhiều các cái nguyên nhân khác nhau, có thể do chấn thương, có thể là do vận động sai tư thế, có thể là do thoái hóa cột sống, cũng có thể là do zona giống như mình nói ở trên, hoặc thậm chí đái tháo đường nó cũng có thể dẫn đến đau thần kinh liên xương. Em hiểu vấn đề chưa? Nhưng rất nhiều trường hợp đau thần kinh liên xương thì không tìm thấy nguyên nhân nha. Và nếu không tìm thấy nguyên nhân thì mình gọi là đau dây thần kinh liên xương tiên phát. Và cái này em cũng điều trị y chang như là bệnh zona thần kinh giống như anh nói ở trên. Đó là bước 1, em dùng một trong ba thuốc là amitriptyline, gabapentin hoặc là pregabalin. Bước 2 thì em kết hợp amitriptyline với pregabalin hoặc là amitriptyline kết hợp với gabapentin. Và bước 3, em sử dụng thêm tramadol vì đây là một cái bệnh mãn tính nha. Rồi. Đau dây thần kinh liên xương thì vấn đề điều trị nó cũng khá đơn giản như vậy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với một cái tình huống lâm sàng sau đây. Rồi, em thấy là bệnh nhân của chúng ta đang bị đau ở một bên mặt. Đau rất là dữ dội. Đau đến mức là khi nói chuyện á, là bệnh nhân không dám mở miệng ra mà nói luôn. Ý là bệnh nhân không dám cử động hàm dưới. Tại vì cử động hàm dưới á, là nó sẽ làm cho bệnh nhân rất là đau. Em hiểu nhá. Đau đến mức là bệnh nhân không dám lấy cái tay để mà sờ vào vùng mặt của mình luôn. Em để ý như vậy. Và dĩ nhiên, bệnh nhân cũng sẽ không dám đánh răng. Và nhiều khi một cái cơn gió thoảng qua thôi á, là nó cũng sẽ làm cho bệnh nhân đau rất là dữ dội. Rồi, sau khi mà học Y5 thì em có thể chẩn đoán được trường hợp này cho anh không? Anh hy vọng là được ha. Bệnh nhân này có phải bị đau răng không? Nếu em nói là bệnh nhân bị đau răng thì cũng không có sao. Tại vì 10 bệnh nhân như thế này sẽ có 5 bệnh nhân sẽ được chuyển đến nha sĩ. Và sau khi nha sĩ kiểm tra hết thì thấy là không phải cái nguyên nhân do răng mà ra. Thì sau đó bệnh nhân mới được chuyển về lại khoa thần kinh để mà điều trị nha. Chẩn đoán chính xác trong trường hợp này là đau dây năm, chưa? Đau dây năm. Các em còn nhớ dây thần kinh số 5 không? Đây là dây thần kinh số 5. Và
nhiệm vụ của dây thần kinh số 5, đó là nó sẽ chi phối cảm giác cho vùng mặt, thế nhá. Đây là cái hạt dây thần kinh số 5. Nó rất là to, nó chia thành 3 nhánh mà mình hay gọi là nhánh 54, nhánh 52 và nhánh 53, chưa? Nhánh 51 còn gọi là nhánh mắt, nhánh 52 còn gọi là nhánh hàm trên và nhánh 53 còn gọi là nhánh hàm dưới nha. Nó chi phối cảm giác cho hàm dưới. Và nguyên nhân nào gây ra đau dây thần kinh số 5 thì rất đơn giản, và cũng giống như là tất cả các cái trường hợp đau do nguyên nhân thần kinh khác, bệnh nhân bị đau dây 5 là do dây 5 nó tự phát súng và nó sẽ làm cho bệnh nhân đau, và người ta gọi đây là bệnh đau dây 5. Em hiểu vấn đề chưa? Đặc điểm của cái dạng đau này là nó đau rất là dễ sợ và đột ngột. Giống như là em xem cái video hồi nãy đó, bệnh nhân đau đến mức mà anh gọi là một cơn gió thoảng qua nó cũng sẽ làm cho bệnh nhân đau nha. Đau đến mức bệnh nhân không dám cử động hàm dưới, không dám đánh răng, và bệnh nhân khi mà nói chuyện thì em thấy họ không dám mở miệng ra luôn. Nghĩa là chỉ cần một cái kích thích nhỏ như là đánh răng hoặc là tráng điểm nó cũng sẽ làm cho bệnh nhân đau rất là dữ dội nha. Như vậy, nguyên nhân gây ra đau dây thần kinh số 5 thì em đã biết rồi đó, là do dây thần kinh nó tự phát xung và từ đó làm cho bệnh nhân cảm thấy đau, hiểu không? Vậy nguyên nhân vì sao dây thần kinh số 5 nó tự phát xung như vậy nha, chúng ta sẽ xem thử là nguyên nhân vì sao dây thần kinh số 5 nó tự phát xung như vậy. Đấy là dây thần kinh số 5, đây là dây thần kinh số 5. Dây thần kinh số 5 tiếng Anh gọi là trigeminal nerve nha, trigeminal nerve. Thì đi bên cạnh dây thần kinh số 5 là một cái động mạch rất là lớn. Động mạch rất là lớn. Động mạch này có tên là Superior Cerebellar Artery, dịch sang tiếng Việt là động mạch tiểu não, động mạch tiểu não trên nha. Họ thường hay viết tắt là SCA nha. Thông thường thì ở người trẻ như mình á, thì hai cái này nó đi song song với nhau, không ai xung đột với ai hết, và chúng ta không có bị gì hết. Nhưng mà khi lớn tuổi, nhất là ở những cái bệnh nhân bị xơ vữa và xơ cứng động mạch, thì động mạch của mình nó có xu hướng nó bị kéo giãn ra. Và khi bị kéo giãn ra thì nó giống như là một cái đường ray xe lửa. Mà khi bị kéo giãn ra thì em thấy đường ray xe lửa bị kéo giãn ra lần nào chứ? Đường ray xe lửa mà nó bị kéo giãn ra thì nó sẽ bị cong qua kéo về, cong qua kéo về. Và động mạch SCA này nó cũng vậy. Khi nó bị kéo giãn ra do lớn tuổi, do xơ vữa, do xơ cứng thì nó sẽ cong qua quẹo về, cong qua quẹo về. Và một số người á, thì cái động mạch này nó sẽ chạm vào dây thần kinh số 5. Nếu động mạch này mà chạm vào dây thần kinh số 5 thì theo em chuyện gì sẽ xảy ra? Giống như trường hợp này ở đấy, hoặc là trong trường hợp phẫu thuật thì em sẽ thấy nha. Nếu động mạch này mà chạm vào dây thần kinh số 5 thì mỗi khi mà động mạch này nó đập thì nó sẽ đập ngay vào dây thần kinh số 5. Nó đập ngay vào dây thần kinh số 5 sẽ làm cho dây thần kinh số 5 nó sẽ phát súng. Em hiểu chưa? Và thần kinh số 5 phát súng nó sẽ làm cho bệnh nhân đau nha. Rồi, cơ chế như thế này thì người ta gọi là cơ chế xung đột thần kinh mạch máu. Nha, xung đột thần kinh mạch máu. Và đối với những cái bệnh nhân, đối tượng bệnh nhân như thế này thì chúng ta sẽ có hai phương pháp điều trị. Phương pháp điều trị thứ nhất đó là chúng ta điều trị bằng nội khoa. Điều trị bằng nội khoa thì không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có duy nhất một phương pháp, đó là chúng ta sẽ sử dụng thuốc chống động kinh để ức chế cái sự phóng thích của xung động thần kinh xuống, thì sau đó bệnh nhân sẽ giảm đau. Em hiểu không? Rồi, nếu như bệnh nhân không đáp ứng với điều trị nội khoa thì bắt buộc chúng ta phải chuyển sang điều trị ngoại khoa. Em hiểu chưa? Điều trị ngoại khoa thì chúng ta làm gì? Điều trị ngoại khoa, chúng ta sẽ mổ và chúng ta sẽ lấy một cái miếng gạc nha, người ta gọi là sponge, và đặt vào giữa dây thần kinh và mạch máu nha. Người ta gọi đây là cái phương pháp phẫu thuật giảm áp nha, người ta gọi đây là phẫu thuật giảm áp. Em hiểu vấn đề chưa? Nói như vậy để chúng ta biết là chúng ta có hai phương pháp để điều trị đau dây năm, đó là điều trị nội khoa và điều trị phẫu thuật. Nhưng mà trong bài này thì anh chỉ nói cho các em về điều trị nội khoa thôi, hiểu chưa? Rồi, đối với điều trị đau dây 5 thì nó hơi đặc thù một chút so với các cái dạng điều trị đau do nguyên nhân thần kinh khác. Đó là trong điều trị đau dây 5,
chúng ta vẫn ưu tiên sử dụng thuốc chống đông kinh, nhưng mà thuốc chống đông kinh trong điều trị đau dây nấm không phải là gabapentin hoặc là pregabalin, mà thuốc chống đông kinh được ứng dụng để điều trị đau dây nấm là hai thuốc. Thuốc thứ nhất và là thuốc được sử dụng thịnh hành nhất đó là carbamazepin. Thì tên biệt dược nổi tiếng nhất của carbamazepin đó chính là tegretol, hiểu chưa? Thuốc này là thuốc được sử dụng thịnh hành nhất để điều trị đau dây nấm. Tegretol chính là thuốc được sử dụng thịnh hành nhất để điều trị đau dây nấm. Nếu em không đủ bộ nhớ để nhớ về những cái thứ quá phức tạp thì em chỉ cần nhớ cái thuốc này thôi là được nha. Tegretol là thuốc được sử dụng nhiều nhất để điều trị đau dây nấm. Và thuốc thứ hai cũng được khuyến cáo trong điều trị đau dây nấm và cũng được xếp vào chỉ định đầu tay, và nó cũng có cái chữ gần giống với carbamazepin đó là oxcarbazepin nha, oxcarbazepin chứ không phải là oxcarbamazepin. Và tên biệt dược nổi tiếng của oxcarbazepin đó chính là triclosan nha, oxcarbazepin đó chính là triclosan. Rồi, và cả triclosan lẫn tegretol là điều của Novartis nha. Rồi, đối với đau dây nấm thì em chỉ cần nhớ hai thuốc này thôi. Nhưng mà nếu em thấy mệt mỏi vì cái bài anh nó quá dài và có quá nhiều thứ để nhớ thì em chỉ cần nhớ tegretol thôi là được nha. Em chỉ cần nhớ tới tegretol thôi. Rồi, thì anh cũng xin nhận mạnh lại với các em, đó là cả cái thuốc chống đông kinh, nó có rất là nhiều tác dụng phụ. Trong đó, bệnh nhân sẽ rất là mệt, cảm giác đau óc sẽ trống rỗng, người đờ đẫn, mệt mỏi. Cho nên, khi sử dụng cả cái thuốc này, vấn đề quan trọng đó là một cái sự cân bằng giữa những cái gì mà bệnh nhân có được và những cái gì bệnh nhân mất đi. Em hiểu vấn đề chưa? Có được là bệnh nhân sẽ được giảm đau, và mất đi là bệnh nhân sẽ chịu những cái tác dụng phụ của thuốc chống đông kinh như anh đã kể ở trên, được chưa? Rồi, cho nên liều lượng tối ưu khi sử dụng thuốc này để điều trị chống đau cho bệnh nhân đó là liều thấp nhất mà bệnh nhân đáp ứng. Em hiểu vấn đề chưa? Rồi, một viên tegretol thì nó có hàm lượng là 200mg nha. Đây là hàm lượng chuẩn của tegretol. Em sẽ bắt đầu với liều thấp là 200mg và một ngày uống một viên thôi và chia hai ra, được chưa? Sau đó em đánh giá có thể sau khoảng 7 ngày hoặc là một tuần, em thấy đau không giảm thì em sẽ tăng lên cái liều gấp đôi như vậy, tức là em sẽ cho bệnh nhân uống một ngày hai viên chia hai, được chưa? Rồi sau đó tiếp tục đánh giá, và nếu như thấy bệnh nhân không đáp ứng thì em có thể tăng liều lên 200mg, ngày uống 3 viên chia 3, được chưa? Ngày uống 3 viên chia 3 và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào bệnh nhân đáp ứng nha. Cái liều thông thường mà bệnh nhân sẽ đáp ứng á, là liều từ 2 cho tới 4 viên một ngày nha. Liều từ 2 cho tới 4 viên một ngày. Việc sử dụng liều này thì không có gì phải lo ngại hết. Em hiểu vấn đề như vậy. Và liều tối đa của tegretol trong điều trị đau dây nấm là 6 viên một ngày nha. Rồi, nhưng mà nhớ là liều bình thường mà bệnh nhân đáp ứng là từ 2 cho tới 4 viên một ngày. Và lưu ý với em là chúng ta ở đây là chúng ta điều trị giảm đau cho bệnh nhân. Cho nên bệnh nhân khả năng là phải sử dụng cái thuốc này trong một thời gian rất là dài, có khi là suốt đời luôn á, trừ khi bệnh nhân được phẫu thuật nha. Ngoài ra là những cái bệnh nhân mà lần đầu tiên sử dụng tegretol thì em chú ý là thuốc nó có thể gây phản ứng dị ứng, thường là cái hội chứng lái ý, nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà sau khoảng một vài tuần đầu mà bệnh nhân ok thì nó không có vấn đề gì hết. Em hiểu vấn đề chưa? Thêm nữa là cả cái thuốc chống đông kinh được chứng minh là nó có thể gây quái thai, cho nên các em cần chú ý đến cái vấn đề này khi sử dụng cả cái thuốc chống đông kinh cho những cái bệnh nhân ở độ tuổi sinh đẻ nha. Tegretol, triclosan hay cả depakin, tức là acid valproic cũng vậy. Em hiểu vấn đề ấy nha. Rồi, thì gần đây là anh cũng thấy là rất là nhiều bác sĩ họ bắt đầu chuyển sang triclosan để điều trị đau dây nấm, và đã có những cái chứng cứ cho thấy là thuốc này hiệu quả trong điều trị đau dây nấm. Triclosan tức là oxcarbazepin nha, thì nó cũng tương tự như là điều trị tegretol cũng vậy. Có nghĩa là ngày đầu thì em cũng một viên triclosan thì có hàm lượng là 300mg nhé. Thì em cũng thử với là cái liều là 300mg một ngày chia 2 là ngày đầu tiên. Nếu như mà bệnh nhân đáp ứng tốt thì thôi, nhưng mà nếu như bệnh nhân không đáp ứng thì em cứ tăng liều lên như vậy nhé. Ngày đầu thì uống một ngày một viên chia 2,
những khoảng tuần sau mà nếu như bệnh nhân không đáp ứng thì em có thể tăng lên ngày 2 viên/2. Và thông thường thì cái liều đáp ứng là từ 2 cho tới 4 viên một ngày nha, tối đa cũng là 6 viên một ngày. Rồi như vậy trên đây á, là anh chị giới thiệu sơ bộ về các cái bệnh lý thần kinh gây đau mà người ta gọi là đau do nguyên nhân thần kinh. Ngoài ra nó còn có rất là nhiều các cái bệnh lý khác có thể gây đau do nguyên nhân thần kinh, chẳng hạn như một số bệnh lý anh có thể kể thêm, ví dụ như là bệnh nhân bị HIV thì họ cũng có thể bị đau do nguyên nhân thần kinh, bệnh nhân bị thiếu vitamin B1 họ cũng có thể đau do nguyên nhân thần kinh, bệnh nhân nghiện rượu nha họ cũng có thể bị cả cái cảm giác chóng chích và dị cảm ở chân, hoặc là chấn thương cũng vậy, hiểu nha. Nói chung là rất nhiều nhưng mà cái phương pháp điều trị là giống nhau cả, em hiểu vấn đề nhé. Rồi và nếu chọn một cái câu kết cho bài này thì anh nghĩ không có câu nào hay hơn là câu này, đó là điều trị đau thì chỉ cần dựa vào cơ chế gây đau hơn là dựa vào bệnh nha. Điều trị đau cần dựa vào cơ chế gây đau hơn là dựa vào bệnh. Nãy giờ anh nói cho các em về điều trị đau thì anh toàn là dựa vào cơ chế nha, cơ chế gây đau hết. Rồi bây giờ chúng ta còn cái gì để nói nữa, chúng ta sẽ quay lại một chút về cái trường hợp mà thoái hóa cột sống thắt lưng mà anh nói hồi nãy. Anh nói cho các em á, là trong cái đơn thuốc mà thoái hóa cột sống thắt lưng của anh á, là gồm có 6 thuốc đúng chưa, nhưng mà anh mới chỉ đưa vào cho các em 5 thuốc mà thôi và còn thêm một cái thuốc thứ 6 nữa, vì chưa đủ kiến thức cho nên anh chưa đưa vào và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái thuốc đó nha. Như vậy anh nhắc về một chút về cái đơn thuốc trong điều trị thoái hóa, tức là đây là một cái trường hợp mà một bệnh nhân đột ngột lên cơn đau cột sống nhiều, em còn nhớ cái đơn này không, bệnh nhân đau dữ dội cho nên chúng ta sẽ sử dụng thuốc kháng viêm và giảm đau cho bệnh nhân, rồi chúng ta sẽ kết hợp thêm một cái thuốc ức chế bơm proton, rồi chúng ta sẽ kết hợp thêm thuốc giãn cơ, rồi chúng ta sẽ kết hợp thêm thuốc opiat, rồi có thêm glucosamine và còn thêm một cái thuốc số 6 nữa nha. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ bổ sung cái thuốc số 6 đó vào. Rồi bây giờ thuốc số 6 đó là thuốc gì? Bây giờ em hãy đọc lại cái câu kết luận của anh. Điều trị đau thì cần dựa vào cơ chế gây đau hơn là dựa vào bệnh đấy nha. Và bây giờ hãy quay lại cái cơ chế gây đau của thoái hóa cột sống thắt lưng. Mình xem lại cái hình này nha. Đây là cột sống thắt lưng của một người bị thoái hóa cột sống thắt lưng. Và các em sẽ nhìn vào đấy, đó là hiện tượng mọc gai xương, hiện tượng mòn xuống khớp, hiện tượng hẹp khe khớp. Yeah. Và những cái này nếu bệnh nhân vận động không đúng cách thì cả cái gai xương và phần xuống khớp bị thương tổn này sẽ gây thương tổn cả cái tổ chức xung quanh và tạo ra một cái phản ứng viêm dữ dội làm cho bệnh nhân đau không chịu nổi, mà anh đặt tên là đợt cấp của thoái hóa khớp. Như vậy đau trong đợt cấp của thoái hóa khớp là một cái dạng đau do viêm không ai chối cãi được, em hiểu vấn đề chưa? Rồi nhưng mà các em hãy nhìn kỹ vào đây, em nhìn kỹ vào đây, đau do viêm thì chắc chắn rồi, nhưng mà trong rất nhiều trường hợp những cái thương tổn kiểu mòn xuống khớp và gãy xương như thế này hoặc là đặt xương dưới xuống như thế này nó cũng dẫn đến một cái sự chèn ép thần kinh và gây ra một kiểu đau mà người ta gọi là đau do nguyên nhân thần kinh, em hiểu chưa? Cho nên quan niệm mới đó là cả cái triệu chứng đau trong cái thoái hóa cột sống thắt lưng hoặc là thoái hóa khớp là một cái dạng đau hỗn hợp, là một cái sự kết hợp giữa đau do viêm và đau do nguyên nhân thần kinh, chứ không phải quan niệm như trước đấy là đau do viêm đơn thuần, em hiểu vấn đề chưa? Cho nên trong thời gian gần đây các thầy cô có xu hướng đó là kết hợp thêm các thuốc giảm đau cơ chế thần kinh vào trong đơn thuốc của một bệnh nhân bị thoái hóa khớp. Dĩ nhiên là chúng ta có những cái thang điểm để chúng ta đánh giá xem thử là đau của bệnh nhân có ảnh hưởng đến thần kinh hay không. Ví dụ như mình hỏi bệnh nhân về cái cảm giác đau của bệnh nhân, nó có đặc thù của đau do nguyên nhân thần kinh hay không. Ví dụ như đau cảm giác rát bỏng, cảm giác điện giật, cảm giác kiến bò hoặc là tê buốt. Nhưng mà theo anh á, thì cũng không cần thiết lắm nha. Bởi vì cả cái thuốc giảm đau thần kinh nếu như mà dùng trong một cái thời gian ngắn thì nó cũng không có tác dụng phụ nhiều. Đó. Cho nên là nếu như mà bệnh nhân đau nhiều thì chúng ta có thể kết hợp thêm cả cái thuốc giảm đau thần kinh vào cho bệnh nhân.
Rồi, cho nên thông thường việc kết hợp giảm đau thần kinh vào trong đơn thuốc của bệnh nhân thì anh chủ yếu á, là anh dựa vào cái mức độ đau của bệnh nhân. Nếu như mà bệnh nhân đau quá nhiều thì mình nên kết hợp vào một cái thuốc giảm đau cơ chế thần kinh cho bệnh nhân. Và thuốc mà anh hay lựa chọn là Lyrica, bởi vì á, bệnh nhân chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, dùng liều duy trì ngay từ đầu cho khỏe. Chứ nếu như mà em chọn nữ đồng tính thì em phải tăng liều dần dần, nó rất là mệt. Còn sử dụng amitriptyline thì 1 tuần nó mới phát huy tác dụng nha. Cho nên trong đơn thuộc của bệnh nhân bị thoái hóa cuộc sống thắt lưng, anh sẽ cho bệnh nhân thêm 14 viên Lyrica, ngày uống 2 viên chia 2 nha. Em chú ý là vị thuốc của Lyrica là 14 viên, cho nên em kê như vậy thì cái o bằng thuộc ở đường Ngô Quyền sẽ rất là thích, bởi vì o khỏi phải cắt cái vị thuộc ra và bán cho em luôn một vị. Em hiểu vấn đề rồi ha? Rồi, như vậy chúng ta kết thúc ở đây được chưa? Có em nào thắc mắc điều gì không? Đây là câu mà anh thường hỏi sinh viên mỗi khi kết thúc một bài giảng ở trường. Thì còn ai thắc mắc gì hay không? Thường thì sau khi mà anh hỏi câu hỏi này về cái vấn đề mà giảm đau thì anh đều nhận được một cái câu hỏi, đó là đau bụng kính thì điều trị thuốc gì nha. Đây là câu hỏi kinh điển, hầu như là nhóm nào cũng có người hỏi nha. Các em có thắc mắc câu hỏi này không? Mà các anh thắc mắc hay là các chị thắc mắc nhiều hơn? Thường thì các anh thắc mắc nhiều hơn là như vậy đó nha. Nói như vậy để các chị em biết là nam giới họ rất là quan tâm tới chị em nha. Cho nên á, là các anh phải nằm lòng cái này, không thôi lỡ tháng nào mà chị cũng bị khó ở một vài ngày mà không biết sử dụng thuốc gì thì cũng phiền phức nha. Mang tiếng là không quan tâm tới người yêu thì khổ nha. Nhiều khi ý xấu rồi mà cũng phải chạy ra hỏi cô bán thuốc ngoài đường Ngô Quyền là bán cho anh vài viên thuốc đau bụng kính thì mệt nha. Đó là điều cấm kỵ. Bác sĩ á, thì chúng ta chỉ ra quầy mua thuốc gì và chúng ta nêu tên thuốc, chứ không được ra quầy thuốc mà bảo cho anh là bán cho anh thuốc khó, bán cho anh thuốc đau bụng hoặc là bán cho anh thuốc đau răng vân vân nha. Cái đó là thể hiện mình thiếu hiểu biết, nghĩa là mình chấp nhận thua một cô dược sĩ trung cấp hoặc là sơ cấp học từ 6 tháng cho tới 1 năm nha. Cho nên để thể hiện mình là dân bác sĩ, chúng ta ra quầy là chúng ta phải nói tên thuốc để họ bán, chứ không được nói là bán cho tôi thuốc đau bụng kinh, hiểu vấn đề chứ. Rồi, anh nói như vậy thôi, chứ cái gì nó cũng có ngoài lề hết, bệnh gì thì bệnh. Chứ bệnh đau bụng kinh á, thì em hoàn toàn có thể tin tưởng cô bán thuốc ở đường Ngô Quyền, vì dù sao cô cũng là phụ nữ và chắc chắn cô cũng test nhiều lần rồi, cho nên cô biết thuốc nào là tốt nhất nha. Cho nên đối với đau bụng kinh thì đây là một ngoại lệ, em có thể hoàn toàn ra quay thuốc và nói bán cho anh thuốc đau bụng kinh và cô bán thuốc sẽ bán cho em hiểu vấn đề chứ. Thì thực ra anh cũng có test mấy lần rồi. Thuốc đau bụng kinh là thuốc có tên như thế này này, đó, axit mefenamid, hay còn gọi là mefenamid axit cũng được, được chưa? Em nhớ cái tên gốc hay. Thì tình huống đầu tiên đó là người yêu cũ của anh bị đau bụng kinh nha. Khi đó là người yêu mới nhưng mà bây giờ là người yêu cũ. Anh qua nhà chơi mà không chịu xuống. Thì cái gì mà mẹ của cô ấy mình nói là nó bị khó ở cho nên nó không chịu xuống nha. Thì anh biết phụ nữ mà bị khó ở là như thế nào rồi, cho nên anh mới chạy ra quầy thuốc để mua thuốc cho chị ấy. Anh ra quầy thuốc thì anh hỏi cô bán thuốc là bán cho anh mefenamic acid. Thì cô ở đứng suy nghĩ một hồi rồi bảo là thuốc gì là vậy, em không có. Anh nghĩ là nếu như mà một thuốc nó thịnh hành thì chắc chắn là phải có nhé. Sau đó anh mới bổ sung thêm mefenamic mà người ta hay sử dụng để điều trị đau bụng kính đó. Thì bé đó mới trả lời cho anh, đau bụng kính á, thì người ta không dùng thuốc đó mà người ta dùng thuốc này, và bé bé bằng thuốc đó mang cái thuốc này ra cho anh, và cái tên của nó là Donphenan, và đấy cũng chính là mefenamic acid nha, đấy cũng chính là mefenamic acid nè. Cho nên cô bán thuốc ở đường Ngô Quyền hay như vậy đó, nhiều khi là biết thuốc đó để điều trị bệnh đó nhưng mà chẳng biết đó là thuốc gì hết, vấn đề là như vậy nha. Cho nên lần sau anh rút kinh nghiệm, ví dụ như em gái của anh mà nó bị đau bụng kính mà nó bảo là anh ghi tên thuốc cho nó ra quay để mua, mà anh biết là ghi mefenamic acid thì cái cô bán thuốc kia lại không biết, trong khi anh không nhớ cái tên biệt dược của cái thuốc này là Donphenan nha. Cho nên anh bảo em gái của anh á là ra quầy và hỏi cô bán thuốc đau bụng kinh thì uống thuốc gì, cô sẽ bán cho em, chứ cái này thì không cần
tên, em hiểu vấn đề chưa? Rồi, kinh nghiệm là như vậy, em biết về mefenamic acid để điều trị đau bụng kinh, nhưng mà ra quay thuốc ngoài đường Ngô Quyền thì em có thể nói là bạn cho tôi thuộc đau bụng kinh và không cần nhớ tên, hiểu chưa? Và mefenamic là một NSAID, một vị của nó là 6 viên. Và cái cách sử dụng á là em sẽ cho uống 1 viên lúc đầu, hiểu chưa? Sau đó cứ mỗi 6 giờ thì uống 1/2 viên nha. Rồi, các em nhớ mefenamic cho anh ấy, thuộc lòng cái thuốc này, sau này sẽ có thêm một cái chiếu để lấy lòng phụ nữ nha. Rồi. Con thấy một cái câu hỏi của một cái sinh viên Y4, đó là đau răng thì dùng thuốc gì? Nhưng mà vì Y4 chưa đi răng hàm mặt cho nên có thể em đó chưa biết là đau răng thì bắt buộc phải tới nha sĩ để họ xử lý, vì đau răng không đáp ứng với thuốc giảm đau nha. Để nha sĩ họ xử lý trước khi quá muộn nha. Rồi, bài giảng của anh kết thúc ở đây.